mua bánh sinh nhật nè, xong rồi mình với các anh chị em với ba sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ cho gia đình. Vào những dịp đó thì mình thường mua đồ ăn uống cho mẹ, những món mẹ mình thích thì mình tạo bất ngờ đem về để cho mẹ. Đây một bà Tết. Ngày nào cũng ôm hết. Tất cả luôn, đặc biệt là cơm của mẹ. Nhớ sự chăm lo từng ly từng tí của mẹ, sự bảo bọc. Tháng thứ ba thì chắc là ở trường rồi nên là không có về được. Nên là chắc là mình sẽ gọi điện thoại hoặc là nhờ ai đó mua hoa tặng. Làm món ăn những gì mẹ thích làm bất ngờ cho mẹ. Thường thường mẹ không có để những ngày đó cho nên em làm mẹ rất là vui. Chắc lại giống như năm ngoái luôn bánh kem, nhưng mà năm nay chắc kèm cả hoa nữa.